And the winners, the champion, the order of the gold medalist, Team Indonesia! Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Indonesia. Trong đội hình của Indonesia vẫn chưa thấy được sự xuất hiện của cầu thủ có thể đánh chính, đó là Marcus Bolden. Một tình huống mà nhảy tranh bóng, Ravina đang là người cầm bóng. Tình huống xoay người lên rổ đến từ Ravina, rất khéo đến từ Ravina. Rikel, và chính xác hơn là Brandon Kirel. Liệu có thể một tình đánh pin pop? Không thể. Michael Derrick bị áp lực từ vạch ném phạt và có điểm dành cho Michael Derrick. Khả năng ném của Michael Derrick sẽ là một phương án để có thể một bài đánh hòn, bài đánh sừng. Một bài đánh sừng sẽ hiệu quả khi mà có những cầu thủ có khả năng ném 3 điểm. Tình huống chuyền ra Marcus Bolden. Rất nhiều cầu thủ của Indonesia có khả năng ném 3 và đây lại là một tình huống có điểm nữa dành cho Michael Derrick. Đó là những tình huống điểm số cực kỳ quan trọng để có thể một phần đầy đủ của cầu thủ mang áo số 4 bên phía của Philippines là Isaac Ravena, Kisolo Griffier. Còn bên phía của Philippines có yểm trợ đến từ James Harden Philippines. Ravena xoay người, từng huống chuyền tốt và thả rổ chưa thành công. Tiếp tục là những tình huống người thi đấu ở vị trí forward cũng như là hậu vệ. Tình huống lên rổ có điểm thành công, khoảng cách là 4 điểm mà thôi. Các cầu thủ Philippines họ không việc gì phải vội vàng. Đẳng cấp của họ là không thể bàn cãi. Đây vừa rồi tình huống ném có điểm là Aki, đó là Marcus Bolden và đó là Michael Derrick. Khi bên phía của Philippines chỉ có một cầu thủ cao 2m mà thôi. Bóng trong tay của các cầu thủ Indonesia, tình huống chuyền ra của ném 3 điểm. Đó là tình huống ném cầu vồng đến từ cầu thủ của Indonesia. Marcus Bolden cũng như là Michael Derrick rất thích dạt ngoài để tạo ra không gian tấn công cho các đồng đội nhỏ con hơn đột phá. Tình huống ném 3 điểm thành công dành cho Michael Derrick. Thực sự Michael Derrick to con nhưng có thể ném 3 điểm để có thể dạt ngoài. Một tình huống phòng ngự tốt đến từ Moala và đây là phản công. Matthew lên rổ dành cho Philippines và có điểm dành cho Philippines, thậm chí là có kỳ nhanh. Tiếp tục là một bài đánh sừng đến từ các cầu thủ Indonesia. Họ biết rằng họ có thể ném 3 điểm tốt. Họ khoan liên tục ở cự ly 3 điểm. Và đó lại là một tình huống ném cầu vồng nữa đến từ Indonesia. Và bắt Philippines họ chưa sử dụng tình huống ném 3 nhiều. Đây là một tình huống có thể fake 3. Tình huống chuyển ra, Andrew Matthew đột phá, cú ném tầm trung, sải tay rất dài của Marcus Bolden. Không trái đến từ Marcus Bolden. Áp lực đủ tốt đến từ cầu thủ của Philippines.
Cú ném 3 điểm tiếp theo cho Jeff từ cú ném 3 điểm, bóng đi vào rổ. Thế này sẽ là những kinh nghiệm cho Michael Derrick để có thể tích thêm cho một tương lai tốt hơn tại NBA. Một tình huống cố gắng đánh cận rổ đến từ Marques Bolden, và đó là tình huống điểm dành cho Marques Bolden. Cách là 4 điểm mà thôi, một trận đấu vẫn thể hiện được sự căng thẳng cho một trận đấu tranh chức huy chương vàng. Một tình huống chuyền ra, cú ném đến từ Fajardo, có điểm dành cho Fajardo đều rồi. Bài đánh liên phòng, cú ném tầm trung, thả rổ thành công dành cho cầu thủ mang áo số 0 Juan Lauren của Indonesia. Những bài đánh phòng ngự lên phòng thì cần một cầu thủ ở gần vạch ném phạt để có thể phá, cũng như là 35 Andrew Mathieu. Đổi điểm liên tục đến từ cả hai đội. Cú ném 3 điểm đến từ Marques Bolden, bóng đi vào rổ dành cho Marques Bolden. Hai đội đang thể hiện vì sao họ đang ở trong trận đấu có thể cạnh tranh trước phần vai để có thể mở ra góc lên rổ, nhưng là không thể. Tình huống chuyền vào Fajardo, một tình huống đánh 1-1. Marques Bolden không thể phòng ngự trong khu vực như là Fajardo thi đấu tận mắt, nên chắc chắn là việc họ vui mừng là chuyện đương nhiên thôi. Cú ném 3 điểm, bóng đi vào rổ dành cho cầu thủ của Indonesia. Cầu thủ vừa có tình huống ném vừa rồi, đó là Andakara. Indonesia họ không vội, họ chờ để có thể set up lại một tình huống đánh rất bình tĩnh. Đó là tình huống đăng rổ dành cho Marques Bolden, và có and one, có lỗi điểm dành cho Marques Bolden. Dễ vỡ đến từ Indonesia. Abraham rất từ tốn, cú ném 3 điểm đến từ Andakara, chưa đi vào rổ dành cho Andakara. Nhưng sải tay dài của Michael Derrick đã giúp trái bóng đi được vào rổ cũng như là bắt rebound. Các cầu thủ của Indonesia, đội tuyển nữ cảm thấy rất vui sau tình huống lên rổ vừa rồi. Đến từ Michael Derrick, đột phá lên rổ và đổi tay thành công dành cho Ravenna. Mới chỉ có 2 điểm. Tình huống chuyển ra, cú ném 3 điểm, bóng chưa vào rổ dành cho cầu thủ của Philippines. Dẫu vậy có khả năng tì đè chiếm vị trí, đã có cảm giác rồi. Và đây tình huống phản công, tình huống từ nhai đến trường, và có điểm thành công dành cho đội tuyển Philippines. Họ vươn lên. 9 giây trên đồng hồ giây. Michael Derrick cú ném tầm trung, bóng đi vào rổ dành cho Michael Derrick. Dù có thể đó không phải là một tình huống ném ở vạch 3 điểm, sau đó lại cũng chưa thể thân thiện dành cho Michael Derrick lắm. Một tình huống phòng ngự nhưng là quá khỏe. Và hiện giờ hai người phạm 4 lỗi cá nhân, rất khó cho Indonesia để có thể khoan vào rổ. Và họ bắt buộc phải sử dụng những tình huống ném 3 điểm như thế này. Vừa rồi tình huống ném 3 điểm thành công bởi số 24 Agassi. Ravenna xoay người đến từ Ravenna, rất khéo đến từ Ravenna, thậm chí có một chút gắn cho cầu thủ mang áo số 3, cho cầu thủ Brandon để có thể tấn công. Nhưng đây là một tình huống bước lui về, chưa có điểm thành công dành cho cầu thủ mang áo số 22 Marques Bolden. Phản công hơn người đến từ Indonesia, thậm chí là đánh an nhất của họ, đó là 6 điểm. Nhưng đây là cú ném 3 điểm đến từ Jakarto Brandon. Vừa đề cập tới câu chuyện Jakarto Brandon nên được tấn công nhiều hơn thay vì chỉ đánh phòng ngự. Muốn chạy cắt vào đến từ Jakarto Brandon nhưng là không thể. Tình huống chuyền ra, cú ném 3 điểm, bóng đi vào rổ dành cho cầu thủ của Indonesia, đó là Juan Lauren. Liên tiếp đến từ hai cầu thủ đánh cánh. Tình huống chuyền vào, xỉa bóng ra để mất bóng đến từ Fajardo, và đây là phản công hơn người dành cho Indonesia. Cú ném 3 điểm, những giây cuối cùng, bóng đi vào rổ dành cho Indonesia. Nhà thi đấu huyện Thanh Trì đang nổ tung và kết thúc hiệp thi đấu thứ 3, tỷ số Andakara. Chuyền ra, liệu có ném 3 điểm? Không thể ném 3 điểm bởi vì Andre Mathieu đã kèm sát. Nhưng đây là cú ném 3 điểm đến từ Jakarto Brandon. Jakarto Brandon đáng lẽ phải làm điều này sớm hơn, khi thực sự anh là một tay thiện xạ. Một họng pháo thực sự nặng dành cho các cầu thủ của Philippines để có thể phòng ngự. Cú ném 3 điểm chính xác, đó là cú ném tầm trung đến từ
Phải chăng các cầu thủ Philippines sẽ có điểm ngay sau đây? Và đó là tình huống có điểm thành công sau một cách chỉ là 3 điểm mà thôi. Có điểm trợ. Tình huống chuyển vào Alihoop, và đó là có điểm thành công dành cho Marques Bolden. Hiếm hoi chúng ta mới thấy được những tình huống đánh Alihoop một cách nào có thể đưa bóng cho Fajardo được, mà chỉ là những tình huống đánh ISO của những cầu thủ đánh ngoài mà thôi. Cú ném 3 điểm thành công trong tay Fajardo. Muốn nhồi bóng vào đến từ Fajardo, tấn công một cầu thủ với 4 lỗi cá nhân, nhưng đó là một tình huống block bởi Marques Bolden. Tình huống chuyển vào lên rổ Agassi, và có điểm thành công dành cho Agassi. Những tình huống đánh phản công như này, tốc độ trận đấu nó rất nhanh và lỗi rồi. Lỗi. Liệu có ném 3 điểm? Không ném 3 điểm đến từ cầu thủ của Indonesia. Nhưng đây tình huống lên rổ rất khéo léo, và cũng như là luồn lách đến từ cầu thủ mang áo số 4 Abraham. Cách là 5 điểm nghiêng về phía của Indonesia. Có thể ném 3 điểm hay chăng? Tình huống ném tầm trung đến từ Andre Mathieu lại là một tình huống ném chưa thể có đường truyền đến từ cầu thủ của Indonesia. Luân chuyển bóng tốt, cú ném 3 điểm. Bóng đi vào rổ dành cho Abraham. Tưởng chừng như đó là một tình huống phạm luật 5 giây phát bóng, nhưng Abraham thực sự trận huy chương vàng. Sự căng thẳng là thấy rõ. Tình huống lên rổ, bóng chưa đi vào rổ, rebound dành cho Marques Bolden. Lợi thế hơn người cho Indonesia. Tốc độ và cũng như là hướng đi bóng. Lên rổ, và có điểm thành công cho Indonesia. Indonesia họ đang tận dụng từng cơ hội, chắc chiêu từng cơ hội mà họ có. Khoảng cách Fajardo đang xin bóng để có thể tấn công rồi. Phòng ngự tốt, và có điểm thành công dành cho Fajardo. Đọc tình huống cực tốt đến từ Andre Mathieu. Pha floater chưa đi vào rổ, cắt được bóng, vẫn còn dành cho Philippines. Tình huống chuyển vào lên rổ, và có điểm thành công tiếp theo dành cho Philippines. Cũng là những sự khó khác khi các cầu thủ của Indonesia cần phải đưa trái bóng vào rổ trong tình huống này. Đã lên rổ, chưa có điểm, nhưng đó là một pha putback. Pha putback đẳng cấp NBA đến từ Marques Bolden. Tay trái đưa bóng, dồn bóng để có thể tận dụng tình huống ném 2 điểm hay chăng. Andre Mathieu, cú ném 3 điểm chính xác. Andre Mathieu đã chọn tình huống ném 3, và đó cơ hội để có thể chắc lại ngôi vương của mình. Tình huống tiếp tục đến từ Andre Mathieu, và đó là chạm tay của Marques Bolden. Tôi nghĩ là như vậy. Trọng tài xác định tình huống phạm lỗi rồi. Bây giờ hoặc không bao giờ dành cho Abraham. Bóng đi vào rổ dành cho Abraham. Cơ hội cho Indonesia 8-3-7-9. Cú ném của Abraham, bóng đi vào rổ dành cho Abraham. Cao rồi. Tình huống chuyền đánh ở cận rổ, và có điểm dành cho Philippines. Họ muốn phạm lỗi trong tình huống tới đây. Overtime thì thực sự là khả năng của đội tuyển Philippines là quá lớn, và bắt buộc phải phạm lỗi rồi. Đương nhiên thôi. Hai tình huống ném phạt dành cho Marques Bolden. Cú ném đi vào rổ dành cho Marques Bolden, mặc cho những tiếng kèn đến từ nhà thi đấu huyện Thanh Trì làm ảnh hưởng pha ném phạt của chiếc huy chương vàng. Pha ném phạt với cái danh hiệu huy chương vàng đang ở trong tay của Indonesia, và Indonesia đã vô địch bóng rổ SEA Games 31. Thực sự là một trận đấu kinh ngạc đến từ các cầu thủ Indonesia. Các cầu thủ Indonesia đã làm bùng nổ nhà thi đấu huyện Thanh Trì. Chiếc huy chương vàng đó là những gì mà chúng ta có thể thấy, và cũng như là phế truất được ngôi bá vương của bóng rổ Philippines tại Đông Nam Á ở kỳ SEA Games 31 này. Những hình ảnh cực kỳ vui, cực kỳ sung sướng đến từ đội bóng Indonesia. Những giọt nước mắt rơi, đương nhiên rồi. Họ vô địch mà, họ xứng đáng với những giọt nước mắt đấy. Đó là bao nhiêu mồ hôi, đó là bao nhiêu máu mà họ đã bỏ ra.